Thân chào các em học sinh khối 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô sẽ giảng cho các em nghe bài 15, bài công suất. Các em không cần phải ghi bài. Cô đã gửi file Word, các em chỉ cần download bài ghi rồi chép vô tập. Ngày hôm nay các em chỉ cần lắng nghe, theo dõi cô giảng bài và để bên cạnh một cây viết, một tờ giấy nháp và mở sẵn sách giáo khoa ra trang 52. Bài 15 có 3 phần. Phần 1, ta đi tìm hiểu ai làm việc khỏe hơn. Phần 2, các em sẽ biết được một cái đại lượng vật lý mới, đó là công suất, bao gồm định nghĩa, công thức và đơn vị của công suất. Phần 3, ta vận dụng kiến thức vừa học làm những bài tập đơn giản. Trước khi sang bài mới, cô nhắc lại một chút về kiến thức cũ. Có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, viết công thức tính công cơ học khi có lực tác dụng ép cùng hướng với hướng chuyển động. Câu 2, viết công thức tính công cơ học khi nâng thẳng một vật từ dưới lên. Trước khi trả lời, cô giải thích cho chúng ta hiểu câu số 1. Lực tác dụng ép cùng hướng với hướng chuyển động nghĩa là như thế nào? Cô lấy hai ví dụ cho chúng ta dễ hiểu. Ví dụ thứ nhất, ta tác dụng một lực lên một cái bàn. Lực tác dụng có phương nằm ngang. Kết quả, cái bàn cũng chuyển động theo phương nằm ngang. Như vậy, lực ép cùng hướng với hướng chuyển động. Ví dụ thứ hai, một trái bưởi đang rơi từ trên cây xuống. Rõ ràng, nó rơi xuống do trọng lực tác dụng, mà chúng ta đã biết trọng lực có phương thẳng đứng. Trái bưởi rơi từ trên cao xuống cũng theo phương thẳng đứng, và như vậy lực cùng hướng với hướng chuyển động. Ta có công thức tính công A như sau: A bằng F nhân S, trong đó F là lực tác dụng đơn vị Newton, S là quãng đường vật dịch chuyển đơn vị là mét. Học kỳ 1 mình còn biết thêm đơn vị là km nữa, nhưng trong công thức này thì chỉ có một đơn vị hợp pháp của quãng đường là mét thôi. A là công của lực, đơn vị là joule. Vậy nếu lực ép không cùng hướng với hướng chuyển động thì sao? À, thì công thức ta không thể sử dụng A bằng F nhân S, mà ta sẽ sử dụng một công thức khác. Chúng ta lên lớp 10 học tiếp. Câu thứ 2, công A được tính bằng công thức P nhân H. P là trọng lượng vật, đơn vị là Newton. H là độ cao nâng vật, đơn vị là mét. A là công thực hiện, đơn vị là joule. Vậy có bạn nào đặt câu hỏi tại sao có tới hai công thức tính công không? Thực ra công thức tính công A bằng P nhân H ta suy luận từ công thức A bằng F nhân S. Lý do như sau: khi ta kéo đều một vật từ dưới lên thì độ lớn của lực kéo ít nhất bằng với trọng lượng của vật, F kéo bằng P, và quãng đường vật di chuyển lên bằng chính độ cao nâng vật lên, S bằng H. Nên thay vì viết A bằng F nhân S, ta viết A bằng P nhân H. Nó dễ hiểu và đơn giản nó rất là nhiều. Bây giờ chúng ta vào bài học mới nhé. Một la mã ai làm việc khỏe hơn. Hãy chú ý vào ví dụ. Trong sách giáo khoa trang 52, có hai anh công nhân là anh An và anh Dũng làm công việc đưa gạch từ mặt đất lên trên lầu 1. Anh An đưa 10 viên gạch, mỗi viên nặng 16 Newton, lên cao 4 mét trong thời gian là 50 giây. Anh Dũng đưa 15 viên gạch, mỗi viên cũng nặng 16 Newton, cũng lên độ cao 4 mét nhưng trong thời gian là 60 giây. Câu A, tính công thực hiện của mỗi người. Câu B, hãy tìm xem ai khỏe hơn hoặc ai làm việc nhanh hơn. Các em quan sát hình vẽ trên màn hình, các em thấy ròng rọc được sử dụng trong bài là ròng rọc cố định. Mà ở lớp 6 mình đã học rồi, ròng rọc cố định chỉ có tác dụng thay đổi hướng kéo mà không có tác dụng thay đổi độ lớn của lực kéo. Có nghĩa là lực tác dụng vào đầu sợi dây
có độ lớn bằng trọng lượng của vật ép kéo bằng với P. Còn nếu nó là ròng rọc động thì ép kéo bằng 1/2 của P. Vì vậy, công thức chúng ta sử dụng trong bài đã là A bằng P nhân H. Bây giờ ta đi tính công thực hiện của anh An. Thế số vô. Lấy 10 nhân 16. 10 là số lượng viên gạch, 16 là trọng lượng một viên. Vậy 10 nhân 16 là tổng trọng lượng của 10 viên gạch. Rồi nhân tiếp với độ cao là số 4. Ta đáp số là 640 joule. Tương tự như vậy, công thực hiện của anh Dũng. Ta lấy số lượng viên gạch là 15 nhân với trọng lượng một viên là 16, rồi nhân tiếp với độ cao là 4, ra 960 joule. Ta sang phần B, đi tìm hiểu ai khỏe hơn. Kết hợp giữa dữ kiện đầu bài và kết quả của câu A, ta có anh An thực hiện công là 640 joule trong thời gian là 50 giây. Anh Dũng thực hiện công là 960 joule trong thời gian là 60 giây. Ở đây có hai đại lượng công và thời gian của mỗi người đều khác nhau, mà bài tập này là loại bài tập so sánh. Ta lại không thể biết ai khỏe hơn, ai nhanh hơn. Vậy làm cách nào? Cô gợi ý, ta có cách thứ nhất. Ta đưa về một yếu tố giống nhau, đó là thời gian. Cùng là một giây, nếu ai thực hiện công nhiều hơn thì người đó khỏe hơn, nhanh hơn. Cách hai, chúng ta tìm hiểu trong sách giáo khoa. Ta đưa về yếu tố công thực hiện một joule như nhau, ai thực hiện trong thời gian ít hơn thì người đó khỏe hơn. Chúng ta tìm hiểu cách hai trong sách giáo khoa nhé. Bây giờ chúng ta đi tìm công thực hiện của anh An trong một giây, làm phép tính chia, lấy 640 joule chia cho 50 giây bằng 12,8 joule. Tương tự, công thực hiện của anh Dũng trong một giây, lấy 960 joule chia cho 60 giây bằng 16 joule. Như vậy, nhìn vào kết quả chúng ta vừa tìm được, rõ ràng trong cùng một giây, anh Dũng thực hiện tới 16 joule, lớn hơn 12,8 joule của anh An thực hiện. Cho nên, anh Dũng làm việc khỏe hơn. Vậy từ một bài tập phức tạp, ta đưa về bài tập đơn giản, đi tìm công thực hiện được trong một giây, ta biết được anh Dũng làm việc khỏe hơn. Trong vật lý, muốn biết người hay máy làm việc khỏe hơn, nhanh hơn, người ta đưa ra khái niệm công suất. 25 mã, công suất, một nhỏ định nghĩa. Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian, cụ thể là một giây. Dựa vào định nghĩa, ta biết ngay công thức tính công suất là ta phải thực hiện phép tính gì? Chắc chắn là phép tính chia rồi. Công suất ký hiệu là chữ P viết hoa. P bằng A chia T, lấy công chia thời gian. Các em chú ý, nếu các em viết chữ P in hoa thì nó là trọng lượng, chúng ta đã từng viết rồi. Còn đây là P hoa ha. Trong công thức này ta hiểu A là công thực hiện, đơn vị là joule. T là thời gian thực hiện công, đơn vị là giây. Nếu bài tập cho đơn vị là phút và giờ, bắt buộc em phải đổi đơn vị ra giây. P là công suất, đọc là watt, ký hiệu là chữ W. Ba nhỏ, đơn vị của công suất. Đơn vị của công suất là watt, ký hiệu chữ W. Một watt bằng một joule trên một giây, có nghĩa là bằng một joule trên giây. Cô lấy ví dụ, ta tính ở vế phải, ta ra 700 joule trên một giây, thì có nghĩa là công suất, đáp số của chúng ta sẽ là công suất là 700 watt. Ngoài ra còn có đơn vị khác là bội số của watt, đó là kilowatt. 1 kilowatt bằng 1000 watt. Và bội số của watt nữa là megawatt. 1 megawatt còn lớn hơn cả kilowatt, nó bằng 1000 kilowatt và bằng 1 triệu watt.
Các em có biết tại sao đơn vị của công suất là watt không? Cô giới thiệu với các em hình ảnh của ông James Watt là một nhà phát minh, một kỹ sư người Scotland, nước Anh. Ông là người đầu tiên phát minh ra máy hơi nước mà nhờ đó đặt nền tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp của nhân loại. Để ghi nhớ những công lao đóng góp của ông, người ta lấy tên ông đặt tên cho đơn vị công suất. Chúng ta sang phần 35 mã, phần vận dụng. Câu hỏi thứ nhất, trên máy bơm thứ nhất có ghi 400W, em hiểu con số đó như thế nào? Trên máy bơm thứ hai có ghi 600W, vậy khi hai máy bơm đang hoạt động thì máy bơm nào làm việc khỏe hơn, tại sao? Đơn vị của con số này là watt, vậy chắc chắn con số này chính là công suất của máy. 400W chính là 400 joule trên 1 giây. Vậy câu trả lời thứ nhất là 400W là công suất của máy bơm thứ nhất. Được hiểu là trong thời gian 1 giây, máy bơm có khả năng thực hiện được một công bằng 400 joule, chứ không phải 400 watt đâu nhỉ. Hôm nay học xong bài công suất, chúng ta đã biết số watt ghi trên bao bì, nhãn bác của tất cả các đồ dùng của các máy móc thì đấy cho ta biết đó là công suất của máy, của các đồ dùng đó. Chúng ta sang câu B. Máy bơm thứ hai, trên máy bơm thứ hai có ghi 600W, có nghĩa là 600 joule trên 1 giây. Vậy rõ ràng máy bơm thứ hai làm việc khỏe hơn máy bơm thứ nhất vì có công suất lớn hơn, 600W lớn hơn 400W. Hôm nay chúng ta biết thêm một điều nữa, số watt càng lớn thì khả năng làm việc của máy móc càng khỏe, thực hiện công càng nhanh hơn. Nếu bây giờ chúng ta đi siêu thị điện máy với ba mẹ, trời đang nóng cần mua một cái quạt chạy thật là khỏe, máy điều hòa thật là mát và máy xay sinh tố chạy thật là nhanh, thì chúng ta chọn cái số watt lớn. Thế nhưng đôi khi số watt lớn cũng không phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình vì nó quá khỏe. Vì vậy thực tế ra khi mua đồ, lựa chọn đồ, ta phải chọn những cái máy móc hoặc dụng cụ điện có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Câu 2, tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở trên. Trước tiên chúng ta ghi tóm tắt dựa vào kết quả của câu A, chúng ta biết được công thực hiện của mỗi người. A1 bằng 640 joule, A2 bằng 960 joule. Thời gian thực hiện công của mỗi người, T1 bằng 50 giây, T2 bằng 60 giây. Ta nhìn vào đơn vị thì tất cả các đơn vị đều là đơn vị hợp pháp. Vì vậy, ta áp dụng công thức và làm bài luôn. Trước tiên ghi câu trả lời, công suất của anh A. Ghi công thức trước, P1 bằng A1 chia T1, thế số vô bằng 640 chia cho 50, đáp số bằng 12,8, đơn vị là watt. Tương tự, công suất của anh Dũng, P2 bằng A2 chia T2 bằng 960 chia cho 60 bằng 16, đơn vị watt. Còn ở phần 1, ta đi tìm công thực hiện của anh An và anh Dũng trong 1 giây thì ta ghi 12,8 joule trong 1 giây. Nhưng sau khi đã học xong bài công suất, biết áp dụng công thức thì ta ghi là 12,8W hoặc là 16W. Và so sánh, rõ ràng anh Dũng làm việc khỏe hơn do có công suất lớn hơn. Sang câu 3. Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80 Newton và đi được 4,5 km trong nửa giờ. Câu A, tính công suất trung bình của con ngựa. Câu B, chứng minh công thức P bằng F nhân V. Trước tiên chúng ta cũng phải ghi tóm tắt. Lực F bằng 80 Newton. Quãng đường đi được S bằng 4,5 km. Đơn vị này chưa hợp pháp, vì vậy chúng ta phải đổi sang đơn vị mét bằng 4.500 mét. Thời gian đi là nửa giờ, T bằng 0,5 giờ, đổi ra bằng 30 phút và bằng 1.800 giây. Câu hỏi A là đi tính công suất của con ngựa. Và chúng ta nhớ luôn, công thức tính công suất là gì? P bằng A chia T. Trong công thức này, nhìn sang phần tóm tắt,
đại lượng nào người ta đã cho biết và đại lượng nào cần tìm. À, tên người ta cho rồi, nhưng công thì người ta chưa cho. A bằng F nhân S. Đó. Như vậy muốn tìm công suất ta phải có hai phép tính. Thì công trước rồi mới tính công suất sau. Bây giờ ta thế số vô ha. Công của con ngựa thực hiện được trong nửa giờ. A bằng F nhân S bằng 80 nhân 4.500 bằng 360.000 joule. Sau đó ta tìm công suất. Công suất của con ngựa là P bằng A chia T. Các em nhớ làm bài tập phải ghi công thức trước, sau đó mình mới thấy số vô. Bằng 360.000 joule chia cho 1.800 giây, đáp số ra 200. Các em viết 200W. Câu B, ta chứng minh công thức P bằng F nhân V. Câu B, chứng minh công thức P bằng F nhân V. Ta đã biết công suất P thì bằng A chia T, mà công A lại bằng F nhân S, rồi chia cho T, mẫu số T ta giữ nguyên. Dùng toán học, ta tách phân số này ra sẽ bằng F nhân với S chia T. Mà quãng đường S chia thời gian T chính là vận tốc V. Vì vậy sẽ bằng F nhân V. Cô lưu ý các em, khi làm bài tập các em muốn sử dụng công thức này thì trước tiên chúng ta phải chứng minh ra công thức đó rồi mới được sử dụng. Cô lưu ý điều thứ hai là đơn vị vận tốc các em phải để đơn vị mét trên giây chứ không được để km trên giờ. Nào bây giờ chúng ta muốn kiểm nghiệm lại công thức này có đúng không? Các em có thể thế số rồi tính lại công suất của con ngựa xem nó có ra đáp số giống 200W ở câu A không. Các em thử làm đi nhé. Cô giới thiệu với các em phần có thể em chưa biết. Để đo công suất ngoài oát, người ta còn dùng đơn vị khác nữa là mã lực, đó là gọi là sức ngựa. Mã lực là đơn vị cũ để đo công suất, trước đây rất thông dụng nhưng nay ít dùng. Một mã lực pháp ký hiệu CV, 1 CV xấp xỉ bằng 736W. Còn một mã lực Anh ký hiệu HP, 1 HP xấp xỉ bằng 746W. Các em vẫn nghe máy điều hòa ở nhà chúng ta là sử dụng là máy một ngựa hay là ngựa rưỡi. Đó chính là đơn vị cũ người ta còn dùng. Công suất của con người khi lao động chân tay trong những điều kiện bình thường trung bình khoảng từ 70 đến 80W. Khi đi bộ, công suất trung bình của người có thể là 300W. Nước ta có nhiều nhà máy thủy điện. Đây là nhà máy thủy điện Hòa Bình, là nhà máy có công suất lớn thứ hai của nước ta. Công suất của nhà máy là 1.920 MW. Công suất của tên lửa đẩy tàu vũ trụ là có thể đạt tới 15.000 MW. Cô hướng dẫn các em về nhà chuẩn bị bài, xem và soạn bài 16, bài cơ năng và trả lời các câu hỏi sau. Khi nào ta nói vật có cơ năng? Có mấy dạng cơ năng của một vật? Các dạng cơ năng phụ thuộc vào những yếu tố nào? Các em soạn trước và tuần sau cô sẽ giảng cho chúng ta nghe bài cơ năng. Cảm ơn các em. Chào các em. Buổi học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.